Mến chào tất cả anh chị. Hôm nay, em Loan gửi đến quý anh chị những trận đấu hay tuyệt hay có tựa đề Quả lừa phế xe, dùng tốt khóa chết pháo tướng, hạ gục số một thế giới. Trong ván cờ, Vương Thiên Nhất cầm quân đỏ đi trước, Trần Hà Linh cầm quân đen đi sau. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em kiếm chút rau và sợi bún nha. Nào, mời anh chị cùng xem. chơi đến đây vương thiên nhất không thể đỡ nổi vì vậy vương thiên nhất đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây lữ khâm không thể đỡ nổi vì vậy lữ khâm đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây đường đan không thể đỡ nổi vì vậy đường đan đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha Chơi đến đây, Đào Hán Minh không thể đỡ nổi, vì vậy Đào Hán Minh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.